Hello, xin chào mừng toàn thể quý chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube Săn Mào Vlog nha cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đồng Vlog nha. Thì nhà thì hiện tại giờ hai anh em mình đang có mặt tại một cái hiện trường, một cái vụ án giết người cũng cách đây một năm rồi mọi người. Thì ở đây thì hôm nay Tú dẫn mình đến cái khu vực cái hiện trường này, thì lúc trước là cách một năm trước cái nè, thì ở đây có xảy ra một vụ án thì hai người coi như là cũng mâu thuẫn cá nhân gì đó, thì một người bị đâm chết. Thì hôm nay hai anh em mình là quay lại đây để tìm hiểu xem như thế nào cả nhà, coi cái vong linh của cái người bị hại đó có còn ở đây hay không. Thì ở lúc trước khi mà vụ án xảy ra cái nha, thì mình có đến đây quay là hai lần, một lần là ngày đến hiện trường quay những cái dấu vết, những cái nói chung là cái niệm mà người ta chảy cho người phúc để phẫu thuật người tử thi đó, cũng máu mẻ rất là nhiều. Và lần thứ hai là mình quay lại một đêm là có đặt máy cúng kiến ở cái vị trí mà chính quyền người ta phẫu thuật cái người mắt đó, là cũng thấy một bóng dáng một người đàn ông ở trong cái bụi bụi cây ở phía sau cái chỗ gần cái chỗ cái đó luôn đó. Thì sau rồi thì Tú đến nay cũng không quay lại đây luôn. Thì cả nhà, thì thường thường là những cái con người mà bị chết oan thì cái linh hồn của họ vẫn còn ở khu vực đó. Thì cái vụ án này nó cũng xảy ra đã một năm rồi, thì anh em mình cũng không biết là cái linh hồn của chú đó có còn ở đây hay không. Thì muốn biết có còn ở đây không thì xin mời quý cô chú anh chị và các bạn theo hai anh em mình nha. Thì có lẽ bây giờ anh em mình sẽ quay sơ một vòng khu vực này cũng như là cái nơi mà bị giết nè. Thứ nhất là cái nơi bị giết, và thứ hai là cái nơi mà phẫu thuật tử thi. Rồi đó anh em mình xem thử có điều gì hay không, và anh em mình sẽ chắc có lẽ đặt máy ngay chỗ phẫu thuật tử thi luôn á. Tại chân cái chỗ mà bị giết này cỏ thì nó mịt mù, nó cao quá, không có thấy đường đặt. Ok, thì bây giờ xin mời quý cô chú anh chị và các bạn theo hai anh em mình nha. Ok, thôi đấy nhỉ. Thì cái nhà thì xa đằng kia có ánh đèn đó, là cái nhà máy xử lý rác ở thị trấn Mỹ Luân cái mới. Thì cái nhà thì ở từ xa thì có một cái nhà máy xử lý rác, thì khu vực đó là cái cách cái hiện trường, từ cái hiện trường lại đó là 300m cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái chỗ mà cái nơi mà bị giết nhau. Thì lúc trước ở đây nè, cỏ rất là thấp, mà cũng như là cũng là cái nơi mà bị giết, và cái xác về một cái này á. Lúc ấy thì trên này là cái xe của nạn nhân là nằm ở trên bờ kênh này. Còn có xe chạy ra rồi. À, đi xôi vậy đó. Ta đi xôi ớt. Thì khu vực ở phía dưới này là cái xác mà giờ cũng người dân ta phát hiện á. Đây là có miếng bạc nè. Phải không? Miếng bạc nè, phải không? Miếng bạc đó chắc lâu rồi bỏ đây chứ vậy. Không, bạc con có nên là vẫn còn sao? Ừ, ai đâu dám dớ. Thì cái bạc lúc đó em nhớ là một bạc lót ở dưới và một chiếu nằm trên. Thì chắc mình không biết là phải nhớ con bạc này không, chắc cũng giống bạc này mà không biết phải bạc này không nha. Cái miếng bạc này biển mà luôn rồi, thấy không? Nào rồi, bạc xanh cam mà. Tại vì biết sao? Cam. Cái mấy cái đồ này không ai dám gớ đâu. Ta ví dụ mũi dưới chàng. Lâu tao quăng đây thôi chứ không có ai dám mà lấy về thì gì. Nói chung là máu me còn rất là nhiều, lúc mà mình mới đến là người đây á. Mọi người đây nè, đây là cái ngay chỗ này luôn hả? Cái vườn cỏ, cái ruộng cỏ này. À. Cái ruộng cỏ đây là cái nơi mà tìm được thi thể, giống như là chính quyền người ta đến tìm dấu vết này nọ phía như là. À. Còn ở trên này là cái xe của nạn nhân đậu trên này. Chắc có lẽ là hai người thí dụ khi mà hai người xảy ra mâu thuẫn là ở trên này, không biết chắc gì nó giặt lộn mình ở được cái này nè, rồi mới bay dưới đó đó, chắc vậy quá. Thì hiện bây giờ ở đây thiển cỏ không à. Ủa, mình ta để đinh cột cùng dây đóng thì để vô cát đi kìa. Này chắc hay gì chuẩn bị làm đường á. Ừ, đóng đinh đây rồi cột dây mà xịt một nước sơn hay là gì đây đổ cát này, nhưng ta thấy máy giấu rồi đó nhiều đó. Chắc làm đường hay gì á. À, đổ ra anh rồi nè lại. À, đi bây giờ nè, có ghi số đây nè, không? Số. Thì cam hồng ngoại nhìn không thấy luôn.
thì cả nhà thì nói chung á, nếu mà lúc trước cỏ thấp thì hiện nay mình có thể quay phong sơ khu vực cho mọi người xem được. Bây giờ cỏ quá cao rồi không vào được. Thì hồi nãy cái lúc mà hai anh em mình đang quay thì có một cái chiếc xe của hai người chắc đi soi á cả nhà, ta chạy ngang đây nè. Vậy đó là gì vậy? Cỏ không à, đâu có vô đó được. Mà lúc trước á mình đến cái chỗ này quay không được. Cái đây có cái một cái bụi tre cả nhà. Vui cho hôm nay anh em mà đến quay á, người căng cái chỗ mà những ngày mưa. Và thứ hai đó là căng cái đường mà đường cộ người ta chưa cắt lúa. Chở lúa liên hợp mấy liên hợp vậy vô đó. Bây giờ tới bài ngày thứ 4 đi đây. Quá trời luôn à. Bây giờ mà đi vô chắc lúng ngang cổ. Cái nhà đường cái sình không nè. Cái đường này không biết đi vào trong đó được không? Tự đi quay những cái nơi này khó khăn lắm đó nha. Giờ đi luôn đi, vô luôn đi. Đi mình vô đã. Cái nơi này là cái nơi mà cổ thực thi nha cả nhà. Cả nhà thì anh em mình đã vào tới rồi, tới cái khu vực rồi. Theo mình nhớ là đây, cái nơi dũng nước này nè, là chính là cái nơi mà chính quyền người ta trải một cái tấm bạc ở đây à, cái chiếu để phẫu thuật cái người nạn nhân đó. Và phía bên đó thì có một cái nền nhà bỏ hoang, còn như là có gốc rất là nhiều cây trồng, nhưng không phải là cây mọc hoang á. Thì lúc trước mình có đặt canh gốc này thế này luôn rồi, là thấy bóng dáng người ở bên trong bụi cây đó. Bụi cây đó. Ở bên trong những bụi cây đó. Nhảy qua đó cây sau đi được cả. Lúng. Gì? Anh có hình ảnh này không? Hả? Anh có trên cái bàn có hình ảnh gì nữa? Gì? Có ảnh không? Không ảnh gì nữa. Ủa? Không ảnh mà không có thấy ảnh nữa. Bị ấy mối ăn. Ừ. Hả? Ở đây có hình một người đàn ông, một người phụ nữ. Mà thấy rõ mà tướng này nó cũng giống cái tướng người đây, mắt với ta. Có còn đồ gì trong đó không? Ủa thấy ta bỏ đồ quá chừng luôn quên. Sao đang bỏ dưới ta? Mấy bao đó luôn rồi. Gì? Hả? Có tướng gì trong này? Anh mới nghe tiếng gì sạc nè. Thì cái chỗ này cả nhà thì chắc có lẽ là tiếng còn gì chứ, quặn nước cái đùng luôn á Tú. Chỗ này chắc ai đó đã đem rác rồi cả nhà. Bỏ ở đây chứ không phải là. Tiếng quậy nước đâu dưới này nè. Thấy gì không? Có thấy gì không?
Tú ơi, ơi thấy hình như giống có ai đứng bên đó hả ta? Đây nè. Ai đó? Bên đó kìa. Chính giữa khoảng hai của hai cái cây đó. Thấy không? Cái gì này chính giữa hả? Ừ. Đó là không? Ừ. Thì cũng giống giống đó. Ê, đi 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 qua đó coi chưa? Đi đó bị dòng. Thì mình mới thấy giống một cái bóng đứng bên đó. Bây giờ anh em mình qua bên đó. Quá trời xinh này. Không thấy nữa. Ủa? À, thấy đứng đây nè. Cái này không? Ừ. Nãy đứng bên kia thấy giống đứng bên đây mà sao qua đây lại không thấy. Kiếm một cái nhà thì nãy anh nhiên á anh có thấy một bóng đứng đây, chắc là anh em sẽ đặt cái bài thử ra sao nha. Không, lúc đầu là anh em tính đặt gấp đó đó, nhưng mà nãy mình ở đây thấy bóng người đứng bên đây, chắc là bây giờ anh em sẽ tạm dừng máy rồi cúng kiến và đặt cam về hướng vị trí này. Thì cả nhà, thì từ nãy thì mình đứng ở bên kia, mình quay qua thì mình thấy có một cái bóng đứng ngay cái khoảng trái nè. Thì bây giờ thì anh em mình sẽ tạm ngưng và chuẩn bị và cúng kiến ở đây. Ok các nhà ơi, chỉ như anh em mình đã bài biện cúng kiến ở đây, không biết là thế nào nữa, cúng kiến đây đi. Ừ. Thì hồi nãy thì từ lúc mình đứng bên kia quay quanh đây thì mình thấy có một cái bóng đứng ở cái khúc này nè cả nhà, thì anh em mình đặt cam ở đây luôn và cúng kiến đây luôn. Đúng rồi. Đốt cái tiền đi. Mình có rơm. Làm hết hồn, tưởng mới mới cúng là ăn, mới cúng là ăn rồi chứ. Tập đứng tìm
cái rễ cái cây. Ok nha, chứ như anh em mà đã tính đi xong thì anh em chắc lẽ tới là chính hết đây, để tạm đi ngoài nữa nè. Thì cả nhà thì anh em mình bây giờ sẽ tạm rời khỏi chỗ này, và cả nhà ở đây cả nhà quan sát nha cả nhà. Cho em coi cái con binh của chú có xuất hiện không nha.
Thì nãy giờ anh em mình ở bên ngoài thì không biết trong đây với chú anh chị mình xem có thấy cái linh hồn của cái người bị nạn bị hại không rồi. Thì cả nhà, thì từ sớm giờ anh em mình ở bên ngoài thì không biết trong này có hiện tượng gì hay không, nhưng mà anh em mình ngồi ở ngoài thì nghe ở trong này như là có tiếng rên hay gì đó cả nhà, nghe ghê lắm. Thì nói chung là cũng không biết như thế nào, thì để gì anh em mình xem lại và nghe kỹ là có phải như vậy hay không. Thì ok, thì nếu mà cả nhà có yêu quý anh em mình thì cả nhà hãy đăng ký kênh và nhớ bật chuông lên để nhận được những video mới nhất của anh em mình cả nhà ơi. Ok, cuối video thì anh em mình xin chúc mọi người toàn mọi người thật sự phải cho đẹp nha. Chào cả nhà. Bye bye mọi người.